Tôi tên là Nhật Quang, năm nay tôi 29 tuổi. Nghề nghiệp chính của tôi là giáo viên dạy tiếng Anh. Bên cạnh đó, tôi còn là một ca sĩ tự do chuyên hát các quán bar và phòng trà trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn một nghề cũng khá là hay nữa mà tôi đang làm, đó là tôi kinh doanh bánh hot dog. Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc đi mua các nguyên liệu phục vụ cho việc bán bánh hot dog. Đến khoảng chừng 3 giờ chiều thì tôi phải dọn hàng ra. Sau khi việc bán hàng đã khá ổn định thì tôi mới giao lại cho bạn gái tôi để hoàn thành nốt. Còn tôi thì đi đến lớp tiếng Anh để dạy. Sau giờ dạy thì tôi vội vã xách đàn và đi đến những tụ điểm để cùng diễn với lại ban nhạc của tôi. Even if the sky gets rough, I'm giving you all my love. I won't give up. Why? Từ thuở nhỏ, ca hát là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tôi đã từng nghĩ nó là mục đích sống của tôi. Nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình thì thật sự ca hát không thể nào giúp tôi có thể trang trải đủ mọi chi phí và lo cho tương lai của mình được. Nên tôi đã phải làm thêm khá là nhiều nghề. Tuy cuộc sống khó khăn mấy thì tôi vẫn là người rất lạc quan và luôn biết cách cười và làm khác mỉm cười. Đến với cuộc thi giọng hát Việt lần này, tôi muốn thử xem liệu ca hát có giúp tôi thực hiện được hết những mong ước cuộc đời mình không. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tôi sẽ bước lên sân khấu để lần đầu tiên được hát trước đông khán giả như vậy và trước 4 vị huấn luyện viên, là 4 người mà tôi rất ngưỡng mộ trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi ước gì khi tôi hát thì sẽ nghe 4 tiếng bấm chuông canh, 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 canh. Và tôi được nhìn thấy 4 gương mặt của 4 vị huấn luyện viên để tôi biết rằng mình đã được chọn, mình đã được họ giành giật như thế nào. She's all laid at the bed with a broken arm, while I'm drinking track all alone in my local bar. And we don't know how we got just a mess. It's a ghost test. Someone else still doing our best, trying to make it well, but man, these times are hard. We're gonna start by drinking all cheap bottles of wine. She's talking up all night, saying things we haven't for a while. A while, yeah. We're smiling but we close to tears. Even after all these years, you just now got the feeling that we're meeting for the first time. All these times are hard. Yeah, they're making us raise out. Don't give up on me, baby. Drinking all cheap bottles of wine. She's talking up all night. Doing things we haven't for a while, yeah. We're smiling but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're beaten. All these times are hard. Yeah, they're making us crazy. Don't give up for me, baby. All these times are hard. Yeah, they're making us crazy. Don't give up for me, baby. Times are hard, yeah, they're making us crazy. Don't give up on me, baby. Wow. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nhật Quang. Chào Nhật Quang. Xin phép anh Trung em nói trước cả nha. Trong suốt quá trình mà tôi đi hát, cũng như là trước đó tôi đi xem ca nhạc, tôi chưa có gặp người nào hát một cách tự do và thoải mái và say mê và bất chấp ở phía dưới là cái gì cả. Tôi chưa thấy như vậy. Tôi nhìn thấy lần đầu tiên ngày hôm nay ở em có điều đó rất là tuyệt vời. Tại anh toàn đi những cái sân khấu như vậy, làm sao là nhìn thấy những cái gương mặt này được. Gương mặt này ở những sân khấu khác mà anh không bao giờ tới cả. Chỉ có tôi tới thôi. Anh thấy nhiều rồi, chắc anh không cần đâu.
em ít thấy, em mới là cần nhiều hơn. Đấy, cho nên là cái điều người ta cần, người ta sẽ quý hơn là những người đã thấy nhan nhản mỗi ngày rồi. Cái quan trọng nhất là phải về với ai để có thể phát huy được những cái phong cách âm nhạc của mình, chứ về anh Hưng rồi lại hát giống anh Hưng hoặc là đi diễn ở những chỗ anh Hưng hát. Sao lại như thế? Anh cứ quy chụp em vào những cái điều mà nó gói gọn thế. Chị nghĩ rằng là cái điều hay nhất ở một người khi được đứng trên sân khấu không phải là việc họ hát hay như thế nào, cũng không phải là việc rằng người ta cảm thấy như thế nào về họ, mà đó là truyền sự hân hoan đến người khác. Và điều đấy em đã vừa mới làm được xong. Chị chúc mừng em. Sao thế, không thấy có vẻ đấu tranh gì, cái kiểu bấm cho vui anh nhỉ? Nghe giọng hát, nghe bài hát là bấm liền rồi. Còn những người này là bấm cho vui thôi mà. Sao lại bấm cho vui, là đang cào cấu đấu tranh như thế mà. Chị Nhung, ai bảo anh là bấm cho vui? Với một người nghệ sĩ mà được hoàn chỉnh hoàn toàn, hay là trong đời sống cũng vậy thôi, lệch là không được. Âm không cũng không được, mà dương không cũng không được, là cứ phải là âm dương là kết hợp cơ. Chính vì thế, chị nghĩ rằng em nên đi cùng với chị. Tại sao? Em có lực rồi, em có sự mạnh mẽ rồi. Nếu như chỉ có một chút sự nữ tính rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển mà lần vào trong giọng hát đấy nữa, thì tự nhiên nó trở thành là magic. Những người như thế này mà lại cho nữ tính vào thì hóa là quá là cà phê cho mắm tôm. Trông người ta như thế này mà lại bảo cho một ít nữ tính, không phải cho vào đâu. Đấy, anh lại bẻ ý của Hồng Nhung rồi. Không phải là đang nam tính như này mà pha nữ tính vào thành xăng pha nhớt, không phải thế. Đấy là sự cảm nhận mà con người của mình hoàn toàn không cô đơn. Đấy là sự cảm nhận mà con người của mình có sức mạnh hơn, đầy đủ hơn khi mà có cả âm cả dương. Trông người như thế này sẽ có rất là nhiều âm rồi, không cần thêm đâu. Ai bảo đơn, anh cứ tự suy bụng ta ra bụng người ấy. Và bây giờ là phần quyết định của em. Dạ. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Giọng Hát Việt 2013. Hành trình chinh phục ước mơ của chàng trai có ngoại hình đặc biệt Nguyễn Dương Nhật Quang đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Anh sẽ chọn ai trong 4 vị huấn luyện viên để cùng đồng hành trên con đường âm nhạc đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đầu tiên em xin được cảm ơn tất cả 4 vị huấn luyện viên đã ưu ái em. Thì em có một mong muốn. Em xin được phép chọn Quốc Trung ạ. Em cứ làm như ở đây không thuê được thầy cho em học bằng. Không cần thêm nữ tính đâu em. Em hát cho thầy. Chúc mừng em.